cánh đồng vườn dầu ven sông Ba của xã Yarato, tỉnh Gia Lai, có hơn 70 hecta. Do được phù sa bồi đắp nên đất đai ở đây rất màu mỡ, đem lại những mùa màng bội thu cho người dân. Thế nhưng gần một năm nay, hơn 22 hecta đất sản xuất của gần chục hộ dân đã bị cuốn trôi, hình thành một đoạn sông Ba mới, tạo thành cánh đồng mới với hơn 50 hecta như một ốc đảo và bị bỏ hoang. Trước đây, tại đây có hơn 100 hộ dân sản xuất tại cánh đồng vườn dầu. Hàng năm vào thời điểm này, hầu hết các hộ dân ở đây đều ra đồng để thu hoạch bắp, hoa màu. Thế nhưng năm nay, nhiều người phải ở nhà tụ tập đánh bài chơi cờ vì không có đất để sản xuất. Cuộc sống đang ngày càng khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành cũng đã đi kiểm tra tình hình thực tế để xây dựng phương án giúp địa phương khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, trước tình trạng người dân mất đất sản xuất, kế sinh nhai không còn, trong khi các phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề vẫn đang phải chờ, nguy cơ tái nghèo của người dân nơi này có thể sẽ xảy ra.